Lúc bếp gia đình chị Tư, mến chào cô chú anh chị và các bạn. Và xin giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, đây là tô bún gạo mà sáng nay Tư vừa nấu chung với lại thịt gà để ăn sáng các bạn. Thì bây giờ Tư mời các bạn cùng Tư chúng ta vào bếp nha. Trước tiên thì Tư sẽ lấy một cái bát bún gạo ra và Tư ngâm vào trong nước như vậy là để một chút xíu nữa Tư trụng vào nước sôi ha các bạn. Và bây giờ Tư sẽ bắt đầu băm tỏi cho nó nhuyễn ra ha. Và kế tiếp đó thì Tư cũng băm hành tím cho nó nhuyễn ra luôn. Tư sẽ sử dụng tỏi và hành để ướp vào trong thịt gà nha các bạn. Còn đây thì Tư sẽ xắt củ cải trắng nè để vào trong cái nước lèo cho nó ngọt nước ha. Còn đây là củ cải đỏ, Tư cũng cho vào trong cái nồi nước súp gà luôn nha các bạn. Các bạn xắt phanh vừa ăn thôi ha. Tư sẽ cắt cái đầu hành lá này ra nè để lát Tư bỏ vào trong cái nước súp gà luôn nha các bạn. Còn cái lá hành Tư sẽ xắt nhuyễn ra để mình nêm vào trong tô bún cho nó ngon nha. Gà thì Tư chặt miếng vừa ăn đó các bạn. Sau đó Tư sẽ nêm vào trong đó là một muỗng canh hành tím nè, một muỗng canh tỏi băm nè, để cho gà mình nó thơm á. Và bây giờ Tư sẽ nêm vào trong đó là một muỗng canh đường cát trắng nha các bạn. Kế tiếp theo thì Tư sẽ cho vào đó là nửa muỗng canh hạt nêm. Và bây giờ Tư sẽ cho thêm đó là nửa muỗng canh bột ngọt. Thì gia đình nào ăn được bột ngọt thì cho, không thì thôi nha các bạn. Và bây giờ Tư sẽ cho vào là một muỗng canh nước mắm ngon nha. Tiếp theo thì Tư sẽ trộn đều cái phần gà này lên. Tư ướp khoảng chừng nửa tiếng để cho gà nó thấm đều gia vị á các bạn. Thì gà nó thấm đều gia vị thì khi mình nấu lên nó thịt gà mình nó sẽ đậm đà và nó thơm ngon hơn ha. Sau thời gian nửa tiếng ướp gà các bạn thì bây giờ Tư sẽ bắt chảo lên bếp nha. Tư cho vào đó là 1/3 chén dầu á, dầu ăn á. Rồi Tư sẽ đổ hành tím vào. Hành tím này Tư sẽ bào mỏng ra. Tư cho hành tím vào và Tư phi hành tím lên để một lát á, mình sẽ cho vào trong cái tô bún của mình á thì nó sẽ thơm và nó ngon hơn. Thì trong quá trình mà mình phi hành tím á các bạn, Tư sẽ vặn lửa nó nhỏ xuống á các bạn. Các bạn đừng để lửa lớn quá thì cái hành của mình nó chưa có kịp là chín á thì nó đã khét luôn rồi. Thì sau khi hành của mình nó ngã vàng vàng như vậy nè thì Tư tắt bếp liền để cho cái thời gian mà cái chảo nó nóng á thì cái hành nó lại tiếp tục nó chín thêm mà nó không có bị cháy khét các bạn. Hành sau khi mình đã phi đạt rồi các bạn thì bây giờ Tư sẽ vớt ra hết, Tư chừa lại một ít trong chảo thôi để Tư đổ cái phần gà mà lúc nãy mình ướp á các bạn. Tư đổ vào Tư xào lên để cho cái thịt gà của mình nó săn lại và nó thơm cái mùi hành hơn ha. Và sau khi cho gà vào chảo á các bạn vặn lửa vừa cho Tư ha. Sau đó các bạn đảo đều cái phần thịt gà này khoảng tầm 5 đến 10 phút. Đến khi nào mà thịt gà của mình nó săn lại rồi á thì các bạn sẽ cho nó vào một cái nồi riêng để mình nấu nước lèo nha. Vì Tư chỉ nấu khoảng tầm 2 tô bún à các bạn, thành ra là Tư ướp chừng 2 tô rưỡi nước á, Tư đổ vào trong cái nửa con gà này nè, xong rồi Tư hầm. Đến khi mà cái nước lèo nó sôi lên á, Tư sẽ vớt cái bọt đi để cho cái nước lèo của mình nó được trong ha các bạn. Và trong quá trình hầm gà Tư không có đậy nắp. Tư hầm trên cái lửa vừa như vậy nè, vớt hết cái phần mà bọt ra thì cái nước lèo của mình nó sẽ hấp dẫn và nó trong hơn nha các bạn. Sau đó Tư sẽ nêm thêm vào trong cái nồi nước lèo này là nửa muỗng canh đường nè và một muỗng hạt nêm nha các bạn. Tiếp theo sau đó thì Tư sẽ cho vào nửa muỗng canh nước mắm ngon và nửa muỗng cà phê, nửa muỗng cà phê bột ngọt á các bạn và nửa muỗng cà phê muối mình dằn lại ha. Thì cái nồi nước lèo Tư vừa nêm nếm xong rồi đó, thì để cho cái phần nước lèo mình nó được thơm ngon hơn á thì Tư sẽ để cho vào đó là một ít cà rốt nè. Cà rốt nó làm cho nước lèo của mình nó ngọt và nó thơm hơn và nó có đầy đủ màu sắc ha, để cho cái nước lèo của mình nhìn nó bắt mắt hơn ha các bạn.
sau khi cà rốt của mình nó gần chín rồi các bạn, thì tôi sẽ thả cái củ cải trắng vào ha, vì củ cải trắng nó mau chín hơn cà rốt. Và tôi cũng hầm cái nước lèo này trên cái lửa vừa nha các bạn. Thì trong cái quá trình nấu nước lèo á, các bạn để khi nào mà thấy cái củ cải trắng của mình á, nó ngả màu, nó hơi trong trong á, có nghĩa là cái củ cải trắng của mình nó gần chín rồi đó, thì lúc này á, tôi sẽ tiếp tục thả luôn cái đầu hành trắng vào trong cái nồi nước lèo. Thì đầu hành trắng này làm cho nồi nước lèo của mình tăng thêm cái mùi thơm lên ha. Và cuối cùng thì tôi sẽ tắt bếp đi. Và bây giờ tôi đã có cái nồi nước lèo là gà rồi nè. Theo lẽ như mà nấu cái nước dùng này nè, các bạn cũng có thể nấu với lại bún tươi á, bún tươi nó sẽ ngon hơn ha các bạn. Và các bạn có thể nấu thêm một ít măng nữa nè, như vậy thành là bún măng gà nó cũng ngon nữa. Nhưng mà tại vì tình hình dịch bệnh á, thành ra là tôi hạn chế không có đi chợ được, nên tôi thay thế bún tươi bằng bún khô ha các bạn. Thì bây giờ sau khi nước lèo đã xong rồi, bây giờ tôi sẽ cho cái nồi nước nó sôi lên, và tôi sẽ cho cái phần bún khô vào và tôi trộn. Mà lưu ý với các bạn là trong quá trình trộn bún khô, các bạn chỉ cần việc đưa bún vào trong cái nồi nước như vậy mà các bạn đảo qua đảo lại khoảng chừng vài giây thôi. Sau đó các bạn cho ra tô liền nha. Các bạn đừng trộn kỹ quá, nếu các bạn trộn kỹ quá thì phần bún khô của mình nó sẽ bị nhũn mềm, ăn nó không có ngon. Sau khi mà đã trụng xong bún khô rồi đó các bạn, thì bây giờ tôi sẽ múc cái phần nước lèo á, tôi bỏ vào trong tô bún nha. Thì tôi sẽ múc thịt gà nè, củ cải đỏ, củ cải trắng nè, đầu hành lá nè, tôi bỏ vào trong cái tô. Như vậy thì cái tô bún của mình nó đầy đủ luôn, vừa có thịt, rau, củ quả luôn. Mà cái gia vị tôi nêm nếm vào trong cái nồi nó cũng rất là thơm và ngon. Thì đây là cái cách mà Tư nấu ăn cho gia đình của Tư thôi nha. Còn các bạn có thể tự nêm nếm theo cái khẩu vị ăn của gia đình mình nha các bạn. Và Tư cũng xin nói thêm là cái cách nấu nước này nè, các bạn cũng có thể dùng chung với lại bún tươi nha. Ăn với bún tươi nó sẽ ngon hơn rất là nhiều ha các bạn. Đó, sau khi mà đã cho nước lèo vào tô rồi nè, thì Tư sẽ cho vào đó một ít hành lá nè. Và không thể thiếu đó là ngò rí ha. Hành và ngò nó sẽ làm cho tô bún của mình nó thơm hơn nha. Kế tiếp theo sau đó là tôi sẽ cho một ít hành phi lên trên nè. Thì bạn nào ăn được tiêu á, thì các bạn sẽ rắc thêm một ít tiêu nữa để cho tô bún của mình nó thơm ngon hơn nữa nha các bạn. Thì cái tô bún gạo này tôi sẽ dùng chung với lại là giá sống nè, hẹ nè và xà lách. Và tôi có làm thêm một chén nước mắm ớt cay để riêng nữa, và một ít tương ớt. Bạn nào ăn tương ớt thì cho vào, không thì thôi nha. Như vậy là tôi vừa chia sẻ xong với các bạn các cách nấu bún gạo mà nấu với thịt gà giả chiến trong mùa Covid này thôi. Thì tôi có gia vị hoặc là có nguyên liệu gì thì tôi làm theo như vậy, các bạn có thể tham khảo nha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tư. Nếu video có hữu ích, các bạn nhớ đừng quên nhấn like, chia sẻ cũng như là đăng ký ủng hộ kênh của Tư nha, để Tư có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ha.